Shop Bếp Gấu.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với đồ điện sinh điện thoại của WGBGO. Thì bây giờ là 3:30 rồi các bạn, rất là mệt mỏi, mắt mở lên rồi các bạn. Già rồi, thức phi làm video cũng mệt, nên đừng xin chùa nha. Vâng, rất nhiều bạn gửi cho mình đó là đoạn video C4 gạ kèo ma solo và cái kết để cái thumbnail rất là độc ác luôn nha. Bố mà cái thằng ma, thằng này đã phải bước giang hồ xử nó, anh em yên tâm đi. Anh em đã để thumbnail nè. Gì? Ma tuyên bố C4 hết thời rồi. Vâng, ok, thì đoạn video này tôi chưa coi, thì rất nhiều anh em hỏi tôi là C4 thật hay là VK, C4 có solo thật hay không, thì ok, chúng ta cùng vào. Thì tôi chưa coi, làm sao tôi biết các bạn. Chúng ta cùng vào nè các bạn. Vào nè, link nguồn mình để tầng mô tả, anh em có thể qua coi trực tiếp. Còn đây là phòng reaction cảm xúc của mình, để coi C4 thật hay giả. Chiến ghê. Với video kìa, tạm hồng luôn đi, tạm hồng luôn. Nóng rồi đấy. C4 của chúng tôi à. Tôi mở cái cam qua đây. Tôi mở cái cam qua đây các bạn, tôi sẽ mở cái cam qua bên đây nha các bạn. Tôi để cam qua đây cho coi thứ thằng này nó gáy ghê lắm các bạn. Thằng này nó bắn như cức mà nó gáy ghê lắm. Đùa với bạn vui thôi. Ma bắn kinh nữa các bạn, thằng ma bắn hay đấy. Thằng ma nó là một trong những game thủ tương lai đấy. Game thủ chuyên nghiệp tương lai. Nhưng mà là, có phải C4 thật hay không thì chưa biết. Mày mà. C4 là mặc áo đó anh em. Mặc áo chứ mặc đúng không? À, C4 là mặc áo này nè. C4 chúng tôi à? Thật C4 không? Tấm chiêu mới. Ai đó mà chó. Thằng này á anh em à, cái chuyện của tôi nó chưa xong đâu các bạn, chưa xong đâu. Tôi hiện tại vẫn đang ở trên lầu nên biết rồi, chưa xuống ngủ được bây giờ tôi đâu. Có thể là tôi sẽ cho về ngủ thử thằng này. Đây nó sợ chưa? Ai đó? Ai vậy? Thứ nhất là nãy giờ tôi đã nhận ra rất là nhiều điểm vô lý trong đoạn video này rồi các bạn. Thôi ok, thì để cho anh em coi thông suốt luôn rồi tôi sẽ reaction sâu nha các bạn nha. Nãy giờ tôi thấy C4 bắn là không có vào đầu các bạn, toàn là vào người nữa không. Có thể là thằng này có thử hiện tượng fake à. Ai vậy? Bay cái mũ rồi. Bộ không. Quá nồng. À, cái này nó chỉ quay chỉ độ nó ăn thôi các bạn, còn độ thu nó không quay. Thật sự mà nếu mà pha đó mà là C4 thì thôi, tôi nghĩ thằng này đai rồi. Chút xíu mình sẽ nói thôi đoạn video này. Một sợ rồi.
Quá nồn. Quá nồn mà thật. Ai? Cũng chỉ là cái tên mà thôi. C4 ư? Tạo vào ông liền, tạo vào cái bốn con gáy liền. Cũng chỉ là cái tên. Cái tên với tao thôi. Vô rồi, mày ốp lại không vô? Cái gì? Vậy ai? Láo thế. Hình như con Mio nó còn cái gì nó chưa nói đâu ta. Tao phải đi học rồi bác ba. Đi học cái gì? Gọi cho giống dơ mau. Học gì? Dịch học với mày. Tạo nữa hả? Cho nữa hả? Tạo luôn, lên con phòng luôn. Luôn qua đây. Vô nha, đụng nha. Mặt này dễ ghét ghê mà cũng đấm bỏ được ghê. Đấm bỏ được ghê. Trời ơi, chứ nhảy tưởng mà ăn biết kéo tâm mà má bắn điện thoại thôi. Nhưng mà trình mang ăn C4 mà. Rồi má bắn lục bạc thôi. Trình má mà. Cho nhảy keo nè. Kéo kìa. Tâm chiêu mời. Ủa cái phòng này bắn sao? Không cơ hả? Tâm chiêu mời. Ôi. Coi thứ này. Ôi, nó băng đàm. Trời ơi. Dơ thế. Cú. À không, cú, quên. Hai người chín mươi. Kêu lên hả? Dạ, cái thằng tôi chịu liên này. Nó băng đàm đi, kéo tròn đi. Trời ơi nháo, còn không đem ma sim nữa. Tại vậy mà đi cái chấp luôn. Nè, trời. Thôi luôn đó nha. Bơm bình nữa là chắc nhỉ. Ôi. Khác. Ủa sao cháy không có. Rồi. Xác ma hình như. Hay. Sao vụ á? Tiếp tục liên mày. Sang đây. Tiếp tục liên mày. Giờ tí thắng tao bắt. Nãy giờ chả thấy tứ bắn gì cả anh em. Không thấy tứ bắn luôn các bạn. Ngồi xuống nhà. Đâu đâu đâu. Hợp lệ mà. Thằng em tôi đây. Không sai sót nha, trốn nó 7-0 luôn đi. Trốn luôn đi. Alo, nó trốn 7-0 anh kìa, alo. Chán lắm. Mấy đứa này trình nó bằng cái chút ép móng tay của tao mà nó cứ gáy vô. Gì game lâu rồi bố ơi. Nghĩ game thì tao chịu. Tâm chiêu mời. Đối thường nghĩ game thì chịu. Thích một người có hình hình TG bình thường mà. Cái gì? Mày kén gồm nữa. Đủ. Chán quá, bắn này coi mất thời gian.
Ok, anh em nào muốn coi đoạn video còn lại thì anh em có thể bấm vào cái link ở phần mô tả. Đầu tiên tôi nói là xác định là một là đây. Tôi không biết là phải là số 4 không các bạn. Và bây giờ là 4 sáng rồi, tôi không gọi, tôi không nhắn tin cho nó được, hỏi đi vấn đề phải là số 4 hay không. Và thứ hai nữa tôi xác định luôn, nếu mà số 4 nó bắn trong đoạn video này, ngày xưa giờ số 4 nó có một cái lời thề, đó là nó không bao giờ bắn trong tự chiến các bạn. Không bao giờ bắn trong tự chiến, trừ khi bắn với những người bạn thân. Mà xác định là ma vàng số 4 đồ là team WG 2000 ngày xưa nó là những người bạn thân. Nhưng mà tôi nghĩ là thằng nào đang lấy ạc số 4 đấy. Một là thằng Nhã đang cầm mạc C4. Hai là thằng Vua Lý. Mà chưa biết là đây là phải là C4 bắn hay không nha các bạn nha. Đấy, tấm ván này nó ghê lắm. Mai tôi phải hỏi lại. Thứ hai nữa là khi mà tôi coi qua tất cả những đoạn video đầu tiên mà thằng Ma nó bắn và nó đăng cái đoạn highlight đầu tiên vừa rồi đấy. Thì anh em thấy không? Khi mà cái người đứng đối diện nó bắn ra đạn toàn là vồ giáp không à. Mà quăng bom keo xử lý rất là chậm. Anh em biết khi mà C4 anh em có thể coi lại những đoạn livestream của tôi bắn với C4 hàng ngày hàng giờ luôn. Anh em có thể qua kênh YouTube kênh lớn các bạn coi, đúng không? Tôi mới đăng lên mấy đoạn video xử lý trực tiếp livestream, nó xử lý rất là nhanh. Nhưng mà người trong đoạn video này xử lý bằng 1/10, nhiều lúc xử lý thua biết gấu nữa, thua biết gấu nữa các bạn. Thôi ok thì nhưng mà từ từ nha, tôi bực là nó dám ghi lên cái thumbnail trong cái đoạn video này là C4 hết thời rồi. Thời cái đầu mẹ thằng Ma, thằng này được rồi anh em ơi. Thằng này phải xử lý nó thôi. Quá ngông và dại rồi. Cú. Ok ba tất cả anh em, mai tôi sẽ hỏi vấn đề C4 có bắn hay không hay là ạc đó cho ai mượn, tôi sẽ nói chuyện với anh em. Bye tất cả mọi người. Nhưng mà xác định luôn, 90% người bắn trong đoạn video này không phải là C4. Tin, like and subscribe.